gọi từ sáng giờ sao nghe máy vậy? Bây giờ em check cái hồ sơ cho đàng hoàng đi, cho xong đi. Rồi gửi cho các phòng ban trước 19 giờ giùm chị. Nhớ là đừng có sai sót nha. À khoan nữa, cái hợp đồng khoan gửi cho em đi. Bây giờ em check lại với phòng legal đi, coi mấy cái điều khoản hợp đồng của nó ok không, cái đã rồi hả gửi đi, để người ta nói chứ. Nha, đừng làm mất uy tín nha. Rồi. Hét hết rồi. Làm đồ ăn cái kiểu này thì tốn tiền tốn bạc quá, phung phí lắm. Dạ, mẹ ơi con xin lỗi tại con bận quá. Bận quá à? Nhưng nên nhớ, phụ nữ à, cho dù bất cứ lý do gì thì việc chăm chồng chăm con vẫn là quan trọng nhất. Nội, mẹ còn không có thời gian chơi với con nữa. Cũng không có chơi với nội luôn. À, bé My, bữa nay mẹ đưa con đi học nha. Thôi khỏi đi, giờ làm phó giám đốc rồi, dưới một người mà trên cả nhúng người, bận dữ lắm. Ê My, bà đưa đi học nha. Anh, ăn cơm đi, em chiên rồi nè. Thôi không dám, ăn vô ung thư chết. Đi. Sao không ăn cơm vậy mẹ? Làm sao mà ăn được, thức ăn thì khô queo khô quét, khét hết rồi. Cứ để cho nó lên công ty, rồi tìm mấy cái món gì đó nó thích nó ăn. Còn cô nữa, chồng mình đã là giám đốc công ty, bây giờ cô làm cái chức cao để làm gì? Hãy dành thời gian chăm chồng chăm con. Dạ, con biết rồi mẹ. Tới giờ con đi làm rồi, để trễ con đi nha mẹ. Cô lúc nào cũng muốn chứng tỏ là hơn mẹ chồng. Từ bữa tôi lên tới giờ, tôi chưa thấy cô làm một bữa cơm thịnh soạn để đãi mẹ chồng. Dạ con biết rồi, để con cố gắng sắp xếp thời gian. Con tính đó mà. Tính cái gì mà tính nữa, cô làm nhanh đi. Tôi muốn con trai tôi, cháu nội tôi và tôi quây quần một bữa cơm gia đình. Tại sao cái điều đó đối với cô là khó quá vậy? Mẹ ơi, được rồi, để con tính. Tính cái gì, làm đi. Vanessa KR, lớp nền hoàn hảo cho làn da của bạn. Tính kiểu gì? Dạ không có mẹ. Con thưa mẹ, là tại vì con đi làm suốt con không có thời gian, mà con sợ nhà không ai dọn dẹp nên con mới thuê Mai về đây giúp đỡ gia đình mình. Vậy thôi má. Kể từ bây giờ con sẽ là ô sin trong nhà của mình. Con có thể nấu ăn cho cả nhà mình, có thể dọn dẹp nhà mình, có thể chăm sóc nhà mình. Chưa kể con có thể làm gia sư để dạy cho các em bé trong nhà mình. Và nếu như mái nhà có bị hư thì con sẽ leo lên và sửa cho bác. Cô sửa nhà, mái nhà sập đè tôi. Thì con sẽ... Chứ bây giờ bác muốn con sửa cái gì? Sửa cái nết. Ăn nói bổ bả quá. Tôi kêu cô ở nhà chăm sóc chồng con, vậy mà cô lấy tiền của chồng, cô mướn một kẻ bộ bạn. Dạ không có. Con thưa mẹ, con mướn Mai ở đây là con trả tiền bằng lương của con, chứ không ảnh hưởng gì tới tiền của chồng con hay tiền kinh tế gia đình mình hết trơn á. Cô. Dạ thưa bác, kể từ bây giờ con sẽ coi gia đình của anh chị như là gia đình của con của anh chị sẽ như là con của con, và mẹ của anh chị sẽ như là mẹ của con. Dạ cô coi chồng của nó như là chồng của cô. Dạ. Cô khiếp quá. Không. Chấp câu kỳ quá. Dạ con thưa mẹ, con thấy bây giờ phụ nữ bây giờ người ta hiện đại, người ta sống khác lắm mẹ. Người ta cũng muốn đi ra đường làm ra tiền, rồi phụ giúp gia đình chứ không muốn chồng về nuôi. Bản thân người phụ nữ cũng muốn là phụ cho kinh tế gia đình, cũng như muốn ngang tầm với chồng mình để mà cả hai gọi là đồng đẳng á mẹ. Cô nói như vậy chẳng khác nào tôi không phải là phụ nữ. Dạ con có ý đó mẹ. Tôi thấy thời nào cũng vậy, phụ nữ bao thời đều như nhau. Dạ không. Nhiệm vụ chính của phụ nữ là ở nhà chăm sóc chồng con, còn người chồng đi ra ngoài đường đánh nam dẹp bắc kiếm tiền về nuôi vợ. Chẳng lẽ con trai của tôi nó không đủ tiền để chăm sóc cho con sao? Dạ câu đó con xin phép mẹ hỏi chồng con giùm. Còn quan điểm đó là quan điểm của phụ nữ ngày xưa mẹ. Cô nói như vậy là có ý gì? Cô nói rõ ra đi. Dạ tới giờ con đi làm rồi. Chắc ở nhà con nhờ Mai nha. Mai phụ giúp nha, dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ nha, lau nhà cửa sạch sẽ nha, nấu cơm cho mẹ tôi ăn giùm. Dạ con xin phép. Cô Liễu. Dạ mẹ, mình nói chuyện sau nha. Con cảm ơn mẹ. Cô Liễu. Tôi chưa nói xong. Đúng là Thúy Liễu, khó giáo dục quá. Liễu nó đi rồi. Cô sàm sỡ với tôi à? Trời, bác hỏi gì vậy?
Con tới đây là con chăm sóc cho bác. Tôi không cần con, cô hãy biến theo Liễu đi. Đâu có được đâu bác, bởi vì con là một người rất là uy tín. Chị Liễu đã ký hợp đồng với con thì con nhiệm vụ là phải hoàn thành xong cái hợp đồng đó. Tôi không cần, bác không cần à. Cái gì đi, cô đánh tôi à? Không không, bác không cần có nghĩa là từ nãy giờ bác chửi, bác đã mệt rồi đúng không? Vậy thì để con sẽ đưa bác vào trong nghỉ. Tôi không chịu. À, đôi chân của bác đã rung lẩy bẩy rồi, vậy thì con sẽ ẩm bác vào trong. Đừng làm như thế, tôi sợ. Bác sợ đúng không? Được rồi, vậy thì con sẽ vào trong hầm canh cho bác uống để bác bổ lại. Bác có giọng bác chửi tiếp nha bác. Đứng lại đi. Cái gì vậy? Cái chuyện gì đang xảy ra trong nhà vậy? Khủng khiếp quá. Tú à, Tú, cô đang bận lắm không con? Dạ có, con đang bận, có gì không mẹ? Mẹ kêu vợ con ở nhà chăm sóc cho con, vậy mà nó dùng tiền của con để mua bướm một con oxy, rất là quái vật. Dạ thôi, chắc kệ cổ đi mẹ, giờ cổ có nghe ai nói gì đâu. Không được, ở nhà ai làm chủ kinh tế thì người đó phải làm chủ nhà. Con phải điện thoại cho vợ con đuổi con ô xin ra khỏi nhà, rồi con cho vợ con 1 tháng 10 triệu cho nó chi tiêu. Thôi cậu thức gì cho cô làm vậy đi. Con nói như vậy là không được Tú à. Con làm như vậy rồi từ từ vợ con nó không nghĩ nó là vợ nữa, mà nó sẽ nghĩ nó là bà nội của con. Chuyện làm ăn là chuyện quan trọng, đàn ông phải có sự nghiệp. Con hãy lo cho sự nghiệp của mình đi, mặc kệ mẹ. Tú ơi, Tú, biết đâu chừng đây là cuộc gọi cuối cùng của mẹ. Con cũng có bận, cũng có công chuyện, nhưng mà với cái chuyện này khẩn cấp như vậy thì con sẽ về con giải quyết cho mẹ liền nha, đợi con nha. Chết rồi. Gì vậy mẹ? Nó gắn cả ngày nè, gắn tùm lum tùm la ở nhà mình hết. Chết rồi. Thôi dạ bác ơi. Em. Em đi lại đó cho tôi. Đi lại đó đi. Dạ. Đứng sát vô. Đẹp quá. Cái áo nó hợp với cái bông quá kìa mẹ. Chết rồi. Con ơi là con. Nguy hiểm rình rập mình rồi con ơi. Nguy hiểm gì? Vậy còn là... cái camera thì bình thường có gì đâu. Đúng rồi, cái này là chị Liễu kêu em gắn là để tiện theo dõi ở nhà của mình, rồi theo dõi em luôn. Anh đồng ý. Đồng ý cái gì mà đồng ý? Người ta nói báo đăng rừng rừng, gắn camera dễ bị hack. Bây giờ muốn cho người ta hack con, hack mẹ luôn sao? Chết rồi, không được. Bác bình tĩnh đi. Trời ơi, mình nè, đường chính chính, mình không có làm cái gì xấu hết thì mình không có sợ. Giống như con nè, con đi làm, con chăm chỉ, con siêng năng. Thì thí dụ chị Liễu có theo dõi con, chị Liễu thấy con theo dõi con là thấy con đi làm chăm chỉ. Như bác nè, chị này bác làm xấu rồi theo dõi bác. Cái gì? Cô nói ai xấu? Không, ý là có gì coi bác, ví dụ bác có chết ngang không? Cái gì vậy? Ý là ví dụ có làm mệt á thì con tới kịp rồi con đưa bác chăm sóc cho bác tận tình. Chết rồi, con nghe không? Thôi, được rồi. Hiểu được. Em đi làm công chuyện của em đi. Dạ. Thôi bình tĩnh đi mẹ. Mẹ hiểu được cái ý đồ của vợ con, nó rất là ghê gớm. Không lẽ nó nghĩ là cần phải gắn camera để theo dõi mẹ, bởi vì nó nghĩ mẹ là phường ăn cắp. Cắp gì? Tôi ăn cắp bao giờ đâu. Trời ơi. Tôi nhớ con tôi. Rồi, hiểu. Tôi nhớ con tôi. Tôi chỉ có một đứa con trai. Dạ. Tôi lăn lộn đi lên đây, rồi. Tôi thăm con tôi. Tôi đâu có ăn cắp mấy lít gạo của nhà cô. Ủa, cắp gạo gì? Trời, sao nó gắn camera kì à? Nó theo dõi mẹ đúng không? Mẹ ơi, là kiểu như là vợ con là muốn coi tình hình con rồi con của con ở nhà ăn uống hay là đi lại như thế nào. Với lại lỡ có chuyện gì bất trắc, ví dụ như là trộm cướp nó vô thì mình có cái để mình làm tư liệu. Không tin đâu. Bây giờ muốn quan tâm mẹ, muốn thương yêu mẹ thì kêu vợ con nghỉ làm, đi về chăm sóc cho mẹ đi. Chứ đừng có gắn camera rồi giao mẹ cho cái con mập đó. Mẹ sợ lắm. Thôi mấy cái chuyện nhà thì con làm được, để vợ con đi làm đi. Con là đàn ông là làm chuyện lớn, làm sao mà làm chuyện già được chứ. Ủa không rày con làm đó, mẹ thấy có gì đâu. Con làm bình thường. Sao vậy? Thôi con nói con làm được mà. Tội nghiệp quá. Vừa đi làm chuyện nhà,
Vừa đi làm chuyện ngoài đường, bao nhiêu gánh nặng trên đôi tay của con tôi. Tội nghiệp quá. Bởi vậy lấy vợ dở cho nên cuộc đời con thúi hẻo rồi. Thôi để mẹ đi làm công chuyện. Thôi mẹ để con làm cho. Được rồi. Không sao ấy, mẹ đi. Mẹ còn sức khỏe, mẹ đi làm. Đuổi con ô xin quá giật nó đi. Tức hết camera. Mẹ sợ quá. Mẹ sợ, chưa sợ quá. Alo. Sao rồi em? Dạ kế hoạch thành công mỹ mãn chị ơi. Trời ơi giỏi quá mày ơi mày. Em giỏi quá. Bây giờ là hả mẹ chồng của chị là chịu đi làm việc nhà hết rồi. Dạ. Được rồi được rồi. Cứ như vậy mà làm nha. Chị về chị sẽ thưởng thêm cho em đặc biệt. Dạ không có gì đâu chị. Tại vì á, em cũng không thích người mẹ chồng mà có cái suy nghĩ là cứ bắt con dâu phải ở nhà làm việc nhà. Cho nên chị yên tâm đi, em sẽ ủng hộ chị. Đúng rồi, cảm ơn Mai, cảm ơn Mai nha. Yeah.